Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dưới tác động của không khí lạnh, hôm nay Bắc Bộ đã có một ngày trời nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Người dân Bắc Bộ đã cảm nhận được tiết trời mát mẻ, dễ chịu do nền nhiệt đã giảm hẳn so với hôm qua. Mưa dự báo sẽ xuất hiện lặp lại trong tối và đêm nay ở diện rải rác. Một số nơi như là Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh dự báo có mưa dông lượng khá. Bà con và người dân sinh sống tại những khu vực này cần đề phòng với gió mạnh và dông lốc, mưa đá nguy hiểm. Do còn mưa và tác động của không khí lạnh nên trong tối và đêm nay trời vẫn lạnh, nên nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 26 độ ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, và từ 17 cho tới 22 độ ở khu vực vùng núi. Sang đến ngày mai, mưa được dự báo vẫn còn rải rác trong sáng sớm. Còn ban ngày trời giảm mưa, chủ đạo là nhiều mây, đôi chỗ còn hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ ở mức là từ 25 đến 28 độ ở phía Đông Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Còn ở phần phía Tây Bắc, do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa phía Đông nên nhiệt độ vẫn cao. Hòa Bình, Nam Sơn La là 28 đến 30 độ, riêng tại Lai Châu và Điện Biên mức nhiệt là 32 cho tới 34 độ, trời nóng. Quá trình tăng cường của không khí lạnh phía Bắc không quá mạnh, chủ yếu chỉ tác động đến các tỉnh phía Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, khiến cho khu vực này có mưa nhưng lượng không quá lớn. Về nhiệt độ, sang ngày mai thời tiết vẫn dịu mát nên nhiệt độ không quá cao, ban ngày dao động chỉ từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh còn lại của miền Trung, ngày mai trời sẽ có nắng từ sớm. Mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, mức nhiệt là từ 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây, do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn tạo ra vùng áp thấp phía Tây, nhiệt độ còn lên tới ngưỡng 34 đến 35 độ, cận ngưỡng nắng nóng. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn là chuỗi ngày đằng đẵng, khô và nóng. Dự báo ngày mai trời lại có nắng từ sớm và mức nhiệt cao nhất trong ngày mai trên cả hai khu vực sẽ tăng trở lại. Ở khu vực vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến 33 cho tới 36 độ. Nắng nóng vẫn tiếp diễn cục bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trên biển, ngoại trừ vùng biển Vịnh Bắc Bộ, từ gần sáng ngày mai, gió chuyển sang hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 gây biển động. Còn lại các nơi khác trên biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió Đông Nam ở phía Bắc và hướng Đông Đông Bắc đến Đông ở phía Nam, nhưng phổ biến là có cường độ trung bình chỉ ở khoảng mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết cũng ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng, các hoạt động hàng hải và đánh bắt trên biển có thể diễn ra khá thuận lợi. Như vậy, đêm nay và sáng sớm mai, mưa rào và dông vẫn còn rải rác nhiều nơi ở Bắc Bộ. Trong đó, người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn cần đề phòng với mưa dông có kèm theo gió mạnh, lốc xoáy và mưa đá. Sang đến ngày mai, mưa giảm, trời chuyển nắng nhẹ. Thưa quý vị và bà con, ngày hôm nay do không khí lạnh yếu tác động nên Bắc Bộ tạm thời trời nhiều mây hơn và mưa đã xuất hiện rải rác ở phía đông của Bắc Bộ. Dự báo thì đêm hôm nay vùng Việt Bắc Đông Bắc và đồng bằng của Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 19 cho đến 21 độ ở vùng núi, từ 22 đến 24 độ ở vùng Trung Du và đồng bằng. Sang đến ngày mai, trời sẽ giảm mây, mưa chỉ còn xuất hiện hẹp ở vùng núi của Việt Bắc và Đông Bắc vào lúc sáng sớm, ngày vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở phần phía Đông Bắc Bộ dao động trong ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Phần ở phía Tây Bắc không ảnh hưởng của hình thế gây mưa phía Đông nên nhiệt độ vẫn cao trong ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên sẽ là từ 32 đến 34 độ. Thưa bà con, hiện nay trên các trà lúa xuân của tỉnh Bắc Ninh, bệnh đạo ôn lá đang phát sinh, gây hại trên các giống nếp PD2, nếp PM9603, nếp Phú Quý, J02Q5, BC15. Tỷ lệ bệnh phổ biến sẽ là từ 1 đến 3%, cục bộ từ 10 đến 15% số lá, diện tích nhiễm 50 ha. Diện tích lúa bị bệnh phân bố rải rác ở các xã Yên Phụ, Tam Sơn, Tương Giang, Phú Hòa, Phú Lâm, Phượng Mao và xã Đức Long. Dự báo thời gian tới, thời tiết sẽ có mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá gia tăng về tỷ lệ và diện tích, khả năng sẽ có các ổ lùn lụi từ cuối tháng 3 trở đi nếu không phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, thì bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại cục bộ một ruộng lúa xanh tốt, lưu nước, bệnh có khả năng gia tăng sau các đợt mưa dông. Chuột đồng tiếp tục hại tăng ruộng cạn nước, ven làng. Sâu keo mùa thu gây hại mật độ cao trên ngô giai đoạn 5-9 lá ở huyện Gia Bình, Quế Võ.
Để bảo vệ cho lúa xuân thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các xã phường, thị trấn chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời những diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá. Những diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn cần dừng bón phân đạm, dừng phun thuốc kích thích sinh trưởng, duy trì mực nước thường xuyên trong ruộng từ 3 cho đến 5 cm, phun phòng trừ cho những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh từ 3 cho đến 5% số lá. Những ruộng có tỷ lệ bệnh từ 10% số lá trở lên cần phun nhắc lại cách nhau từ 5 cho đến 7 ngày. Bên cạnh đó thì khuyến cáo bà con bón cân đối NPK, áp dụng tưới nước phù hợp tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi, tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh hại. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở tại miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết cũng ít mưa, nắng nhiều, nhiệt độ và số giờ nắng có phần tăng lên. Nhiệt độ trưa chiều mai trên toàn miền dao động từ 31 cho đến 34 độ. Một số nơi phía tây của Nghệ An đến Quảng Nam thậm chí có nhiệt độ cao hơn 35 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai phổ biến là không mưa, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ dao động từ 31 cho đến 34 độ ở tại vùng cao nguyên, từ 34 đến 36 độ ở Nam Bộ, riêng miền Đông có nơi cao hơn. Cùng với đó thì độ ẩm không khí giảm thấp, trời khô nóng. Và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa ở vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 21 độ, riêng Sơn La Hòa Bình là từ 22 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên là từ 32 cho đến 34 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác tập trung ở khu vực Đông Bắc, ngày mây giảm trời nắng, gió Đông Nam cấp 2 cho đến cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nền nhiệt thấp nhất từ 22 đến 24 độ và cao nhất sẽ là từ 26 cho đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ở phía Bắc đêm nay nhiều mây có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày mây giảm trời nắng, phía Nam mây thay đổi ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ và cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm có mưa rào ở vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Ở Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Ở các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng ở tại miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ. Riêng miền Đông nhiệt độ cao hơn.